Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tại Nhật Bản, do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng làm trưởng đoàn, chiều qua ngày 30 tháng 3 tại Osaka, Nhật Bản, Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng, Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và Hiệp hội Du lịch Osaka tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư du lịch vào Đà Nẵng. Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Đà Nẵng là điểm đến đầu tư kinh doanh triển vọng hàng đầu của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam và khu vực châu Á. Đến nay đã có hơn 200 doanh nghiệp, văn phòng đại diện, dự án của các công ty Nhật Bản đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đứng đầu về số dự án và số vốn đầu tư gần 1 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ nhất trong số hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Đà Nẵng. Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác tốt đẹp sẵn có giữa hai nước, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ mong muốn mời gọi nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư kinh doanh, tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp Đà Nẵng trong lĩnh vực y tế chất lượng cao, chăm sóc sức khỏe, công nghệ cao, công nghệ thông tin, thương mại, cảng biển, du lịch. Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản khẳng định hợp tác Việt Nam-Nhật Bản là không giới hạn. Các lĩnh vực ưu tiên hợp tác với Việt Nam gồm chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh đều tương đồng với định hướng phát triển của thành phố Đà Nẵng, đồng thời cho rằng sẽ hỗ trợ kết nối và đồng hành cùng thành phố, cũng như các công ty, các hoạt động đầu tư hợp tác trong tương lai của hai bên. Tại hội thảo, đại diện các sở ban ngành thành phố mong muốn các nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin (R&D), công nghiệp hỗ trợ, phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển, các khu công nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục, đặc biệt trên lĩnh vực du lịch. Thành phố xác định Nhật Bản là thị trường trọng điểm của du lịch Đà Nẵng. Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận các vấn đề về thủ tục, chính sách hỗ trợ của thành phố trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa du lịch tại Đà Nẵng, tăng cường kết nối thông tin điểm đến giữa Đà Nẵng và các địa phương của Nhật Bản.